Chào các bạn, đây mình có một chiếc máy rất là mới, chiếc MacBook Pro Retina 13 inch mới của Apple, mới được giới thiệu ngày hôm kia thôi, nhưng mà hôm nay nó đã về tới Việt Nam rồi. Đây là một chiếc rất là đặc biệt tại vì nó thiết kế khác so với các đời trước. Bản 15 inch thì giống với các đời trước, nhưng mà bản 13 inch thì nó mỏng hơn, nhẹ hơn. Bây giờ mình sẽ bóc hộp chiếc máy này cho các bạn coi. Cái chiếc máy này thì được các bạn Hano mang về rất là nhanh. Ở đây mình có một cái phiên bản 13 inch cấu hình cơ bản được Apple bán với giá 1.300, có 13 inch dual core 2.4 là hardware mới của Intel và RAM chỉ có 4GB thôi. Nó khác cái cấu hình này, mình có thể up cấu hình thành 8GB hoặc 16GB, và bộ dung lượng ổ cứng là 128GB sải SSD. SSD của 13 inch này cũng giống như phiên bản 15 inch mới, tức là đã dùng chuyển qua thành card PCI Express chứ không phải mSATA như bình thường nữa. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp nó ra. Có bên trong cái cách thức đóng hộp của máy Apple từ trước đến giờ vẫn không có thay đổi nhiều. Ở trên cùng có một cái hộp bo rất là khít với máy, ở trên cùng là máy, và ở dưới chúng ta có thêm các cái phụ kiện khác như là cái sạc có gắn một cái đầu nhỏ, và ngoài ra thì bạn có thể thay cái đầu nhỏ này bằng một cái đầu chuyển dài hơn 3 chấu, và đây là một cái cục sạc khác 3 chấu. Những cái phụ kiện này thì trước giờ Apple vẫn vậy, không có thay đổi gì cả, mấy năm nay là đều như vậy rồi. Ở đây chúng ta có một cái hướng dẫn sử dụng. Giờ mình sẽ bỏ qua các cái này. Rồi, nhân vật chính. Apple nói nó mỏng hơn mà sao ở đây mình có cảm giác nó không mỏng hơn nhiều lắm. Đây mình đã bóc hộp xong chiếc máy, rất là đẹp, 13 inch, trọng lượng khoảng 1,5 kg. 1,5 kg cầm vẫn hơi nặng hơn một chút so với Mac Air, tất nhiên rồi, nó là MacBook Pro. Ở đây là các cái cạnh bên. Apple nói nó mỏng hơn đời trước. Ở đây mình nhìn cầm không vậy thì mình thấy nó không có mỏng hơn nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ so với một cái máy đời trước như thế nào. Ở đây mình có một cái máy MacBook Pro Retina 13 inch của đời trước 2012, và mình sẽ so. Rồi, để nó xuống dưới đi. Nhìn vào mắt thường thế này chắc mình phải lấy thước đo thì mới có thể thấy nó mỏng hơn, chứ nhìn có vẻ như là không mỏng hơn nhiều lắm. Đây là các cạnh bên. Thì đời 2013 cũng giống như các đời trước, không có gì thay đổi ở các cái cổng kết nối. Ở đây chúng ta có cổng HDMI và cổng USB 3.0. Đây là cổng khe thẻ nhớ SD. Và bây giờ các cái kết nối khác. Ở bên cạnh trái chúng ta có cái đắc sạc MagSafe 2. Ở đây là hai cổng kết nối Thunderbolt và một cổng USB 3.0. Ở đây có một rắc cắm tai nghe và hai mic. Máy 13 inch chúng ta không có cái rắc cắm mic riêng, ở trên các đời Retina đều không có hết. Được. Bây giờ sẽ coi lại một chút xíu. Sao mình không thấy nó nhỏ hơn nhỉ? Đây là mặt trước. Mặt trước thì chỉ có một cái khe để chúng ta mở cái màn hình lên thôi, và không có bất cứ cái chi tiết nào khác cả. Xin cảm ơn.